chị ơi. Đấy, nghe được đấy. Đấy, 184 người mọi người ơi, đẩy mắt lên cho em nào. Chưa, máy của chị cũng chưa thấy nên ra đẩy gì. Mọi người ơi, đã thấy sản phẩm lên 37 chưa ạ? 37 ra chưa ạ? Em xem cho con 37k đây ạ. 169k, 69k mình em xem xuống còn 37 nhá. 37 ra mọi người nhanh tay ạ. Còn mấy suất nữa em ơi? Còn 10 suất đó chị ạ? Còn 10 suất thôi nhá. Giờ 1 tháng trước 5 suất rồi, chỉ còn 10 suất.